Tiếp không thể giành chiến thắng thì đối thủ của họ, hai thất bại liên tiếp gần đây cũng đã khiến cho họ phải rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, và chỉ có một trong hai đội bóng được hưởng trọn vẹn niềm vui, và chúng ta sẽ cùng xem đó là đội bóng nào. Chiến thắng gần nhất của câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ diễn ra ở vòng đấu thứ 9 ngay trên sân của đội bóng Sài Gòn. Kể từ đó đến nay, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chìm sâu trong khủng hoảng với một phong độ hết sức nghèo nàn. Ở lần gặp lại này, đội bóng xổ số kiến thiết Cần Thơ thiếu vắng chân sút Patio do án kỷ luật. Hàng công của đội chủ nhà chỉ còn phụ thuộc vào tiền đạo Wonder Lewis. Nhưng khi hàng công của xổ số kiến thiết Cần Thơ chưa thể lên tiếng, thì hàng thủ của đội chủ nhà lại mắc sai lầm. Với quy mô được tăng lên thành 8 đội. Số lượng đội tăng lên, nhưng chất lượng cũng được ban tổ chức rất chú trọng. Và với việc nâng cao chất lượng thì các đối thủ được mời đến cũng là đối thủ không rất là xứng tầm và cũng có kỹ thuật chuyên môn cao để giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta cọ sát. Tuy nhiên với một dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn và với một sự thi đấu tự tin thì đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta tiếp tục một lần nữa bước vào trận chung kết. Đây là kỳ VTB Cup thứ 3 liên tiếp. Những cái tên như Đặng Thị Hồng, Trần Hiền, Kim Huệ, Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ được sát cánh. ASEAN 2018 là lần đầu tiên Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức tại hai thành phố, đó là thủ đô Jakarta và thành phố Palembang của Indonesia. Nước chủ nhà đã lựa chọn tới 3 linh vật cho giải đấu năm nay, đó là chú chim Bin Bin, biểu tượng cho chiến lược, chú hươu A Tung, biểu tượng của tốc độ, và chú tê giác Kaka, đại diện cho sức mạnh. Ngọn đuốc của ASEAN 2018 đã chính thức bắt đầu hành trình đi qua 12 tỉnh của đất nước Indonesia từ hôm 18 tháng 7. Và sẽ dừng chân tại sân vận động Bung Karno ngày 10 Việt Nam, vì ông đã gắn bó cũng khá nhiều kỳ đại hội, vào cái sự chuẩn bị nào của đoàn thể thao Việt Nam trong cái lần này so với các kỳ đại hội trước? Cái sự khác biệt lớn nhất mà chúng tôi chuẩn bị lần này chính là cái việc mà phân ra các vận động viên chuẩn bị cho những cái nhóm môn, nội dung thi đấu và vận động viên. Chứ chúng ta không chuẩn bị một cách đồng loạt các vận động viên trọng điểm, bởi vì chúng ta có hơn 60 vận động viên trọng điểm. Như lần này ấy, là chúng ta phân rất là rõ, và ngay từ khi mà chúng ta chuẩn bị cho các vận động viên này cách đây 2 năm thì chúng ta đã hướng tới cái việc chuẩn bị một cách tương đối là đặc biệt như vậy. Vì thế cho nên các bóng đá đó chính là giải giao hữu quốc tế ICC Cup, Barcelona hay là Real Madrid. Và với thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho thì việc không có được đầy đủ lực lượng tốt nhất lại vừa trải qua một hành trình dài đã khiến cho họ không thể có màn trình diễn như ý trong trận đấu đầu tiên tại giải đấu này. Trên sân vận động của Đại học Phoenix, Mỹ, Manchester United đã có trận giao hữu với câu lạc bộ America đến từ Mexico. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, phút thứ 59, Manchester United đã bị đối phương ghi bàn trước sau pha kết thúc của Martin bên phía America. Phải 20 phút sau, Manchester United mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ. Sau những mùa giải gắn bó với New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins đã quyết định chia tay đội bóng này để tìm thử thách mới tại Golden State Warriors. Được biết, DeMarcus Cousins đã ký hợp đồng một năm và nhận mức lương khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ một năm với nhà đương kim vô địch của NBA. Trong khi đó, Lewis Hamilton vẫn sẽ gắn bó với đội đua Mercedes đến năm 2020. Việc gắn bó với đội đua nước Đức cũng tiếp tục giúp Hamilton trở thành vận động viên người Anh có mức lương cao nhất từ trước tới nay. Sau 11 trận đua F1 mùa này, Hamilton đã có chiến thắng ở Azerbaijan, Tây Ban Nha và Pháp. Anh cũng đang đứng thứ hai trên